Đơn hàng 11 món của bạn Thị Hiệp đến từ Lâm Đồng. Món đầu tiên là set 6 tấm tiết cơ gấu dâu loại tấm lớn. Tiếp theo là miếng dán hình xăm, cuộn washi tháp dài 5m số lượng 2, sổ mini tay gấu số lượng 2, tràm có miếng dán phía sau, washi tháp loại trong, ghim cài ba lô size lớn, tiết cơ lấp lánh có bao bì riêng, hộp 50 tiết cơ rời số lượng 2, sổ tiết cơ mini, và cuối cùng là túi 40 gram. Liam cảm ơn bạn Thị Hiệp đến từ Lâm Đồng để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 143k kẻ ship.